Shark Tank Việt Nam. Những ai chê các shark quá rắn, đòi chia lợi nhuận sớm là những người ít hiểu biết về kiến thức tài chính. Sau vài tập Shark Tank Việt Nam, thương vụ bạc tỷ được phát sóng, trên các trang mạng xã hội có rất nhiều phản hồi rằng các shark đầu tư quá rắn, đòi hỏi cam kết, đòi chia lợi nhuận, đòi thế chấp. Nhưng liệu thực sự các shark không biết đầu tư thiên thần hay là chính nhiều người xem ít kiến thức về tài chính? Sau màn thuyết trình gọi vốn của hai cô gái xinh đẹp, nhận được lời đề nghị từ Shark Link. Cụ thể, Shark Link sẽ đầu tư 2,2 tỷ đồng, nhận lợi nhuận từ 1 đến 2 năm đầu, sau đó khoản đầu tư này sẽ biến thành 10% cổ phần. Ngay lập tức, sau khi tập 5 được đăng tải trên YouTube của chương trình, có rất nhiều bình luận về khoản đầu tư của Shark Link được lên top. Nhưng thực sự, bạn có một chút kiến thức về tài chính thì bạn sẽ thấy khoản đầu tư của Shark Link giống như một sản phẩm tài chính, đó chính là trái phiếu chuyển đổi. Có thể coi đây là một khoản đầu tư vừa mạo hiểm vừa đầy lý trí. Nhưng trước khi phân tích kỹ phương án của Shark Link để thấy được sự hợp lý của phương án này, chúng ta tìm hiểu một chút về sự khác biệt giữa SME và Startup. Thường ở Việt Nam hay gọi chung luôn SME là Startup hoặc gọi luôn là khởi nghiệp, trong khi bản chất của hai loại hình này lại có sự khác biệt rất lớn. Cần phải hiểu rằng SME là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, mang tính phát triển tuyến tính, phải có lãi ngay từ đầu và lãi tính trên từng sản phẩm. Như vậy, SME có hệ thống quản trị chặt chẽ, cung cấp sản phẩm dịch vụ cạnh tranh để đảm bảo có lợi nhuận ngay từ những ngày đầu tiên đi vào hoạt động. Công ty giấm gạo hay hoa 7 ngày trong chương trình Shark Tank là một ví dụ cho SME. Startup thì ngược lại với SME, phát triển theo hàm mũ, đặt nặng chúng trong mô hình và có được người dùng hơn là lợi nhuận trong thời gian đầu. Vì phát triển theo hàm mũ nên cái mà startup cần là một cái gì đó để tạo ra sự phát triển theo dạng hàm mũ này. Những cái cần đó là: thứ nhất, một công nghệ hoặc sản phẩm đột phá, khác hẳn những công nghệ sản phẩm đang có trên thị trường và đã có. Phần lớn sẽ dựa trên các bằng sáng chế độc quyền để làm lợi thế cạnh tranh. Công ty dung dịch nano curcumin là một ví dụ. Thứ hai, một thị trường đủ động để có thể tạo ra tiềm năng phát triển theo hàm mũ sau này. Vì thế, startup cần tập trung vào các sản phẩm dịch vụ có tiềm năng để hàng chục triệu người dùng. Công ty ship hàng có thể là một ví dụ với sự tăng trưởng của thương mại điện tử tại Việt Nam. Thứ ba, một business model mới được tạo ra theo sự phát triển của hàm mũ này. Trong trường hợp không có công nghệ gì đột phá, lĩnh vực kinh doanh không phải mới, nhưng mô hình kinh doanh thì đột phá. Atadi chính là một ví dụ điển hình nhất cho dạng startup này. Cũng chính vì sự khác biệt này dẫn đến có hai kiểu nhà đầu tư tài chính và nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm. Các nhà đầu tư tài chính sẽ đầu tư vào các công ty có lợi nhuận ngay lập tức. Rõ ràng SME là một kiểu như thế. Tiêu chí để đầu tư sẽ theo những tiêu chí phổ biến tại tài chính như ROE hay PE. Trong khi đó, thường các nhà đầu tư cho startup hay được hiểu theo hướng đầu tư thiên thần hoặc đầu tư mạo hiểm thì nhà đầu tư sẽ nhìn vào tiềm năng phát triển hàm mũ của startup này chứ không phải nhìn vào PE hay ROE hay bất kể một chỉ số tài chính nào đó để đưa ra quyết định. Với trường hợp như của Tipsy Odds, có thể khẳng định rằng các shark đều biết rằng đây là mô hình SME chứ không phải startup. Ngay cả MC Thúy Vân khi thuyết phục các shark đầu tư cũng biết điều này và sử dụng phương pháp PE để định giá công ty. Như vậy, với Shark Link, kinh nghiệm là một COO, một quỹ có danh mục quản lý đa dạng như Vina Capital, chị có quá nhiều kinh nghiệm để nhận định đầu tư. Rõ ràng, mô hình của Tipsy Odds là SME, chứ không phải đổi tiền là Acquirer. Thế nên lúc này, chị sắm vai là nhà đầu tư tài chính và đưa ra một lời đề nghị kết hợp giữa cho vay và mua cổ phần, giữa kết hợp trái phiếu và cổ phiếu, hay còn có một tên gọi khác đó là trái phiếu chuyển đổi. Phân tích một chút, về phía Tipsy Odds, để có được 2,2 tỷ đồng đầu tư, họ có vài cách như sau. Thứ nhất, thuần túy là đi vay tiền. Tuy nhiên, tự dưng gánh 2,2 tỷ đồng tiền nợ và phải trả lãi suất khoảng 9% trên năm. Ngoài ra, Tipsy Odds hoàn toàn không có tài sản cố định để thế chấp nên cũng khó tìm được ngân hàng nào cho vay. Thứ hai, chọn đầu tư của Shark Link, vẫn vay được 2,2 tỷ đồng. Lãi của tiền vay này có thể sẽ được điều lại sau cho chương trình. Chắc chắn sẽ không bị siết nợ kiểu ngân hàng, không phải thế chấp tài sản nhưng mất vĩnh viễn 10% vốn chủ.
Dĩ nhiên trong trường hợp này, có nhiều lựa chọn dễ thở hơn và không đòi hỏi điều kiện chặt chẽ từ các shark khác, nên Tipsyart có thể bỏ qua lựa chọn này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng với một số người xem và sự hiểu biết về kiến thức tài chính của mình có thể kết luận ngay rằng Shark Link là người không biết đầu tư. Chúng tôi xin được phép chú thích một chút. Trái phiếu chuyển đổi là trái phiếu chỉ có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường vào một thời điểm xác định trước trong tương lai.